Lại là VTV, cựu MC Ngọc Linh di khu cách ly bẩn thiểu, đồ ăn ôi, liên tục tỏ thái độ mẹ thiên hạ. Mới đây, mạng xã hội lại lan truyền một câu chuyện tương tự về thái độ rất sực cùng với những đòi hỏi vô lý của người Việt tại khu cách ly. Điều đáng nói là cô gái này được xác định là cựu MC của đài VTV. Em này về cùng chuyến với người nhà mình, từ lúc sân bay đã tỏ thái độ không hợp tác không chịu đeo khẩu trang. Khi công an yêu cầu đeo thì trả lời sắc láo. Chỗ tôi không đeo khẩu trang, tôi không quen đeo, tôi không đeo. Xong thì vỗ đít, bỏ đi. Tháo luôn đồ bảo hộ vứt vào rọt rác. Thái độ vậy đã không thể chấp nhận được rồi. Ý thức như cái quần què ngay từ khi bước chân xuống đất mẹ. Vậy mà em ấy đăng ký lên chuyến bay cứu hộ làm gì không biết. Cố về cho được Việt Nam, làm gì rồi khi không trân trọng cơ hội mà bao nhiêu người muốn có cũng khó có thể có được. Trong suốt thời gian ở khu cách ly thì bê bối, cái này do người cùng phòng phản ánh lại, không chứng kiến nên thôi mình không nói. Nhưng định điểm là hôm nay khi các phòng đang rậm rịch chuẩn bị đổ ra về, chia nhau, chia tay nhau bịn rịn, rồi viết nhật ký sổ lưu niệm, ai ai cũng bày tỏ tình cảm thắm thiết biết ơn tập thể cán bộ chiến sĩ bộ đội, đội ngũ y tế và những người trong tổ hậu căn đã chăm lo cho từng giấc ngủ, đảm bảo an ninh cho toàn gần 2.000 con người, đủ mọi thành phần, nam phụ, lậu ấu trong khi có duy nhất một ý kiến nạc danh chỉ khu cách ly mắt vệ sinh thái độ người phục vụ kém cơm không ngon ăn đau bụng đi toilet mà trên thực tế thì hoàn toàn không có chuyện đồ ăn ôi thiêu gây ngộ độc tiêu chảy gì cho bất kỳ ai vì khu cách ly luôn có bác sĩ và nhân viên y tế trúc tực ngày ngày kiểm tra sức khỏe của tất cả mọi người đi cách ly hai ba lần ai có vấn đề gì đều cho vào diện theo dõi chăm sóc đặc biệt còn cơm ngon dự là tùy vào miệng mình mình là đứa kén ăn bậc nhất mà mình còn thấy ngon thì thôi coi như ý kiến cá nhân bỏ qua không nói đến Bà con bàn tán bởi người viết như vậy là không đúng Thì em xinh đẹp này đã lên lút quay clip và chắc định phút viết gì hả em Mọi người góp ý và yêu cầu em xóa đi Vì trong clip có những người họ không muốn bị sử dụng hình ảnh trái phép vào mục đích gì thì cũng không được phép Ố là la em chửi tất cả mọi người luôn Đến đây thì các anh, các chị biết ai là người ghi ý kiến ngược dòng rồi nhé. Mọi người đi theo về phòng của em ấy, thì em cầm túi đồ ném về phía mọi người, ném luôn vào mặt người nhà mình, làm say sẵn mặt mày vào mắt luôn. Không biết có ảnh hưởng gì đến mắt không nữ, lại còn chỉ bơi rất là mắt dày. Thật sự thì không thể nào chấp nhận được cái thể loại như thế này. Mặt mũi nhìn cũng không đến nỗi nào đâu mà cư xử quá kém, ý thức còn thua loại rút vật thế này riêng cái đoạn không hợp tác, không tuân thủ mạnh lệnh phòng chống dịch, đi từ nước ngoài về không chịu đeo khẩu trang là đã không thể bỏ qua được rồi. Mà nói thật, đi cách ly khu quân đội đã được nhân phong ở sạch sẽ đẹp đẽ rồi, ăn ở miễn phí 14 ngày, được cơm bừng nước rót tận giường mà còn muốn thế nào, lại còn thái độ bố tướng như thế. Ai cầm chìa khóa đĩa bay của em ấy thì trả lại cho máy bay về hành tinh của mình đi. Nghe kể lại có toilet mà em không đi trong toilet, mà đi luôn vào nhà tắm xong thì quay qua khu, khu cách ly kiếm vệ sinh thì đủ thấy nó không bằng con chó nhà mình thông tin về em bùi linh sinh năm 1981 nhà ở đội cảnh ba đình hà nội bay từ thái lan về việt nam vào ở khu cách ly trường quân sự tỉnh vĩnh phúc từ ngày 2 tháng 8 năm 2020 đang nào mình cũng đang rảnh phải cho em ấy tỏa sáng để các bạn sự nhi bớt thái độ vô ơn, vô văn hóa và vô trách nhiệm với cộng đồng đi ạ. À. Hiện tại thì câu chuyện này vẫn đang xôn sao cộng đồng mạng. Còn về chi tiết cô gái tên Linh này có phải là MC của VTV hay không thì hiện tại vẫn đang được xác minh thêm.